Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với CCA và mình là Lộc. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn săn retro active ở trên mạng Starknet với cái nền tảng là Starkweb ha. Cái nền tảng Starkweb này thì nó sẽ bao gồm nhiều cái web nhỏ và cái web hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái web Gemstone. Sẽ bao gồm là 4 cái NFT đá quý. Ở trên cái nền tảng Starkweb này thì các bạn sẽ thấy được cái web như trên ha, đó là cái web này. Đó sẽ có 4 cái mục đá quý ở đây. Phần thưởng của nó thì sẽ bao gồm là token nè, rồi NFT nè. Như ở trên màn hình các bạn có thể thấy bài post của CCA thì sẽ dành ra 50% phần thưởng Element từ Starknet sẽ trao cho cộng đồng. Bao gồm đó là Aerob, đồng ELE, đồng token chính của nền tảng Element NFT ha. 20 slot là 0.05 ETH, 20 slot tên miền .StarkID và 1.000 slot RIT. Về các bước tham gia thì chúng ta sẽ có 4 cái nhiệm vụ, 4 cái quest để nhận được là 4 cái viên đá như trên. Và để làm được các cái nhiệm vụ này thì chúng ta cần phải có ETH ở trên mạng Starknet ha. Và ở trên mạng Starknet đó thì nó sẽ sử dụng cái hệ thống ví riêng. Các bạn có thể sử dụng cái hệ thống ví đó là AigenX hoặc là ví Bravo. Đó, AigenX này thì chúng ta chỉ cần lên Google bấm AigenX ha. Nó sẽ cho phép chúng ta là add vào chôm tương tự như Betamask đó. Rồi anh em mà chúng ta chưa có ví thì các bạn vào tạo ví lưu khay thì chúng ta có thể sử dụng được ha. Tiếp theo thì để có ETH ở trên mạng Starknet đó thì anh em có thể sử dụng cái cầu nối đó là Layer Swap. Thì ở trong cái nhiệm vụ về 4 cái cục gem này á cũng có cái nhiệm vụ swap USDC hoặc là ETH qua Starknet ha. Nên là sẵn đây anh em có thể là swap luôn, làm luôn cái nhiệm vụ đó. Về swap thì chúng ta chỉ cần là đầu tiên kết nối cái ví MetaMask của các bạn vào, lựa chọn cái mạng lưới mà các bạn đang có ETH. Ở đây thì mình có ETH ở trên mạng Zcash ha. Đó thì các bạn có thể lựa chọn Zcash nè, rồi có Tron luôn, rồi có ETH hay là có Bitum. Đó, những cái mạng lưới nào mà các bạn có ETH thì các bạn chuyển qua. Rồi ở phía dưới này chúng ta sẽ lựa chọn là mạng Starknet ha. Thêm một phần nữa đó là các bạn sẽ thêm vào cái địa chỉ ví của AigenX hoặc là ví Bravo. Về cái địa chỉ ví của AigenX thì các bạn chỉ cần copy đây thôi. Đó, chúng ta điền cái số lượng ETH mà các bạn muốn read. Tối thiểu ở trên cái nền tảng Layer Swap này sẽ là 0.003 một lệnh. Rồi các bạn điền cái địa chỉ ví vào đây. Copy điền vào đây ha, địa chỉ ví AigenX. Rồi chúng ta nhấn vào Swap Now. Về phí ở trên cái layer swap này thì cũng không có cao lắm các bạn. Để mình swap cho các bạn xem. Phí khoảng là từ 0.18 cho đến là 0.2 đô một lệnh ha các bạn. Tuy nhiên thì nó rất là lâu. Nó read như vậy thì sẽ rất là lâu ha. Mình đã thực hiện một cái lệnh trước đây. Đó, hiện tại thì mình đã thực hiện một cái lệnh thành công như thế này. Tuy nhiên thì để xác nhận block á, xác nhận layer á, nó khoảng 5 tiếng nữa các bạn, nên là để làm nhiệm vụ này thì chúng ta nên swap, chúng ta nên read sớm. Và để kiểm tra cái lệnh read của các bạn trên layer swap đó, sau khi nó thực hiện xong hai bước này thì chúng ta có cái bước là transaction này, các bạn nhấn vào thì nó sẽ dẫn chúng ta tới cái start scan ha, để kiểm tra lệnh của các bạn đã bao nhiêu thời gian rồi và nó khi nào nó qua. Rồi sau khi đã có ETH ở trên mạng Starknet đó thì chúng ta sẽ bắt đầu làm các cái nhiệm vụ ở trên Starkweb ha. Các bạn sẽ kết nối ví vào đây rồi làm 4 cái nhiệm vụ, lấy 4 cái gem này. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta sẽ trả lời một cái bài quiz ha. Các bạn nhấn vào Star Quiz nè, và CCA đã có chuẩn bị cái bài quiz này cho các bạn rồi. Các bạn có thể xem cái bài post này của CCA trên Twitter ha. Đầu tiên đó là Community Raven. Đó, những cái câu hỏi này thì CCA đã chuẩn bị cho các bạn rồi ha. Ok, tiếp theo là Solana. Câu hỏi thứ ba là Gafi 49% ha. Ok, thì chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo đó là mua một cái NFT ở trên Element và bán nó ha các bạn, và list nó. Thì các bạn nhấn vào cái nhiệm vụ này, nó sẽ dẫn chúng ta tới cái trang Element và cái bộ sưu tập của Starknet. Ở trên đây thì các bạn lựa chọn những cái NFT nào rẻ thì chúng ta mua ha, như là cái Starknet.id nè. Giá hiện tại trên sàn của nó thì chỉ khoảng là 0.4 con số 0, số 6 thôi, rất là rẻ. Đó thì các bạn có thể lựa chọn mua những cái NFT này. Và khi kết nối vào nền tảng Element á thì chúng ta kết nối với cái ví AigenX ha các bạn. Đó, anh em nào trước đây đã kết nối với MetaMask thì chúng ta log out ra. Rồi chúng ta kết nối lại với AigenX. Đây, nó có cái phần là Connect AigenX nè ha. Các bạn nhấn vào.
Rồi sau khi đã connect ví AgentX đó thì nó cũng sẽ tương tự như với MetaMask ha. Rồi các bạn sẽ vào đây để mua những cái NFT, lựa cái NFT rẻ thôi, như là cái NFT Starknet ID nè. Và số tiền mình đã read qua được AgentX rồi ha các bạn, qua Starknet rồi ha. Nó để ở trên phần này là 4-5 tiếng thôi, tuy nhiên thì có thể nó sẽ sớm hơn, có thể là 15 phút, có thể nửa tiếng hoặc là có thể 1 tiếng. Rồi thì ở trên Element này chúng ta sẽ mua một cái NFT. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mua ở trên đây rồi list cái NFT này bán luôn. Các bạn nhấn vào cái nút Buy Now ở mỗi NFT để mua ha. Giá mỗi NFT thì chỉ khoảng 0.1 đô thôi. Thêm phí gas đó thì ra khoảng 0.36 đô các bạn, khoảng 0.4 đô. Nếu mà thấy nó quay như thế này hoài thì các bạn có thể reload lại trang ha. Rồi kiểm tra lại ví Agonist xem là đã có NFT trong ví chưa. Các bạn nhấn vào cái mục 4 ô này. Đó, nếu mà các bạn mua được NFT thì nó sẽ xuất hiện trong đây ha. Ok, sau khi đã có NFT thì chúng ta sẽ vào phần tài khoản. Vào mục My NFT ha. Ở đây các bạn sẽ thấy được NFT đã mua và nhấn vào list for sale, bắt đầu bán ở trên chợ. Thì cái NFT khi bạn mua thì nó sẽ dựa theo cái giá sàn luôn ha, nên là các bạn muốn bán giá sàn hay là muốn bán theo cái giá ý của các bạn đó thì chúng ta set vào đây, hoặc là chúng ta nhấn vào nút floor price để nó lấy giá sàn, rồi nhấn vào listing ha. Tiến hành ký ở trên ví Agents, phí khoảng 0.14 đô ha. Bước thứ hai là bước ký. Ok, thì như vậy là NFT của các bạn đã được list ở trên chợ và bán. Sau khi đã hoàn thành thì chúng ta quay lại phần nhiệm vụ ha, nhấn vào verify. Đó thì nhiệm vụ của các bạn sẽ được duyệt. Bước thứ ba ở nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ nhấn vào follow trang Twitter của Starknet. Rồi nhấn vào verify. Sau khi đã hoàn thành xong 3 nhiệm vụ thì các bạn sẽ lấy được một cái gem, một cái cục đá NFT như thế này. Về phí lấy cái cục đá này, min cục đá này thì sẽ là 0.21 đô ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến cái nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ Bright Game Store ha. Ở một Grid Game Store này thì cũng có ba cái nhiệm vụ nhỏ ha. Đầu tiên là nhiệm vụ trả lời quiz, các bạn nhấn vào phần Star Quiz ở đây để bắt đầu trả lời. Phần câu hỏi thì các bạn có thể xem ở trên bài post CCA trên Twitter và mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn ha. Đầu tiên là ERC-1155. Tiếp theo là 721. Thứ ba là ở contract using ha. Và cuối cùng là December 2021. Ok, nhiệm vụ thứ hai đó là min một cái NFT ở trên nền tảng Bridge này ha các bạn. Chúng ta nhấn vào đây rồi nhấn vào phần build now, nó sẽ dẫn chúng ta tới cái trang này và các bạn tiến hành connect ví với Agonist. Có hai bảng ha, Agonist Mobile và Agonist ở trên Chrome. Các bạn nhấn vào phần Agonist này. Sau khi kết nối ví thì chúng ta sẽ nhấn vào min ở đây để min cái NFT trên. Giá của NFT này thì khá là cao, khoảng là 0.0055 ETH, khoảng 10 đô. Nên là anh em nào tham gia thì chúng ta chuẩn bị ETH nhiều một chút xíu, mình chuẩn bị không có đủ thôi các bạn. Đó thì chúng ta sẽ min cái NFT này về. Sau khi min xong đó thì các bạn sẽ có thể verify cái nhiệm vụ này. Ở nhiệm vụ thứ ba là nhiệm vụ Read on X, follow trang Read này ở trên Twitter. Rồi verify. Ok, thì sau khi hoàn thành những nhiệm vụ nhỏ này thì các bạn sẽ min được thêm một cái cục đá như thế này hả các bạn. Tiếp theo chúng ta có cái phần nhiệm vụ thứ ba là nhiệm vụ ở trên Layer Swap. Nhiệm vụ này thì cũng có 3 nhiệm vụ nhỏ. Đầu tiên đó là Bridge ETH hoặc là USDC ở trên cái nền tảng Layer Swap và trên mạng Starknet.
Thì như mình đã có hướng dẫn cho các bạn ở đầu video đó, chúng ta vào cái trang layer swap ha, rồi chúng ta bridge ETH sang mạng Starknet, bridge sang địa chỉ ví của AgentX ha, bridge là USDC hoặc là ETH ha. Đó, các bạn có thể lựa chọn mạng lưới nào cũng được, mạng lưới nào phí rẻ thì các bạn chọn ha. Rồi phía dưới này các bạn sẽ lựa chọn Starknet, tối thiểu một lệnh như vậy sẽ là 0.003 ETH. Rồi các bạn điền địa chỉ ví AgentX vào đây, sau đó nhấn vào swap now ha. Sau khi hoàn thành thì chúng ta sẽ có thể verify được cái nhiệm vụ này. Đó thì trước đây mình đã có read ở trên layer swap rồi đó, nên là mình được duyệt cái nhiệm vụ này luôn. Các nhiệm vụ còn lại là nhiệm vụ về mạng xã hội ha, follow trang Twitter nè, rồi retweet bài viết. Rồi thì sau khi hoàn thành chúng ta sẽ min được thêm một cái cục gem như thế này. Mỗi NFT gem thì phí khoảng là 0.2 đô ha. Phí này là phí gas thôi, còn min sẽ là min free ha các bạn. Cuối cùng là nhiệm vụ thứ tư, nhiệm vụ về Starknet ID. Ở nhiệm vụ này thì sẽ liên quan đến phần domain của Starknet. Đầu tiên đó là trả lời câu hỏi ha. Các bạn nhấn vào Start With. Đầu tiên là an identity ha. Thứ hai là chấm stock. Thứ ba là to verify. To verify có hai dòng các bạn, dòng là dòng ngắn. Cuối là single person. Dòng này mới đúng các bạn. Ok, thì chúng ta đã hoàn thành xong phần quiz. Tiếp theo là phần đăng ký domain của Stark. Ở phần này thì các bạn nhấn vào cái câu hỏi ha. Chúng ta sẽ đăng ký, tiến hành đăng ký domain. Phần này thì cũng sẽ tốn phí các bạn. Các bạn kết nối với ví AgentX nè. Chúng ta nhấn vào phần connect ví rồi kết nối với ví AgentX ha. Ở đây các bạn sẽ tìm cái domain nào hợp lệ đó. Nếu mà nó available như thế này thì chúng ta có thể min được. Và domain này sẽ có đuôi là .stack. Đầu tiên các bạn sẽ điền lại mail, rồi nhấn vào phần no ha, không sống ở Mỹ. Ở những cái phần này thì các bạn giữ nguyên. Và cái domain này thì có phí là khoảng 0.009 ETH. Cái giá của nó là 0.009 ha. Rồi các bạn chuẩn bị thêm trong ví AgentX đó, chúng ta nhấn vào phần min. Còn anh em nào đã có domain của Starknet rồi á, thì chúng ta không cần phải làm bước này ha. Chúng ta chỉ cần vào đây verify luôn. Hiện tại thì mình chuẩn bị không có đủ cái ETH ở trên mạng Starknet thôi các bạn. Và chuyển thì nó rất là lâu, nên là những cái bước này mình sẽ hướng dẫn tượng trưng cho anh em thôi. Đó thì sau khi các bạn hoàn thành xong phần ID này, chúng ta có thể verify, rồi nhận thêm một cái NFT gem nữa. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong tất cả các cái nhiệm vụ ha. Về thời gian diễn ra sự kiện gem này á, thì sẽ kết thúc trong 10 ngày nữa ha các bạn, 10 ngày 2 tiếng nữa. Tính từ thời điểm mình làm video này là ngày 30 tháng 10 ha. Tức là khoảng ngày 9 tháng 11 thì sẽ kết thúc. Về phí thì anh em cần phải chuẩn bị đâu đó khoảng từ 25 cho đến là 30 đô, 30 đô cho nó dư ha anh em. Để chúng ta có thể làm các cái nhiệm vụ tốn phí như là cái nhiệm vụ min NFT ở trên cái nền tảng Bridge này là 10 đô ha, 0.0055, khoảng 10 đô. Và nhiệm vụ min tên miền Stark ID ha, giá là 0.009, khoảng đâu 15-16 đô nữa. Và cộng thêm đó là Bridge ở trên Layer Swap. Đó thì Bridge ở trên Layer Swap thì cái bước đầu tiên chúng ta cần phải có để tham gia các cái nhiệm vụ trên rồi. Nên là các bạn chuẩn bị khoảng 30 đô ha. Về cái phần NFT ở trên Element thì rất là rẻ rồi, khoảng đâu đó 0.mấy đô thôi là chúng ta có thể hoàn thành cái nhiệm vụ đó rồi. Về reward, phần thưởng chúng ta có thể nhận được bao gồm cả ETH nè, rồi đồng ELE, đồng token chính của Element ha, 20 tên miền chấm stack và 1000 slot min cái NFT Bridge này.
Tất cả các bước tham gia, đường link và câu trả lời quiz mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn, hoặc là chúng ta có thể xem trên bài post của CCA trên Telegram, trên Twitter ha. Nếu có thắc mắc gì thêm thì anh em có thể để lại comment phía dưới video, và video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.